cá sôi chín rồi đó. Cạn rồi. Quá thơm ngon luôn. Thơm tiêu, thơm ớt. Ngào ngạt luôn. Ăn cơm thôi. Đó. Mình sẽ ăn cá kho với chuối. Cảnh quay yên bình nha các bạn. Đây là nước đang chảy ra, nước ròng, gọi là nước ròng á. Mực nước nó đang xuống. Nãy nó lên tới đây luôn. Ở đây là nó còn nước nè, nó xuống tới dưới cùng mà nó còn đang chảy ra nữa. Mình sẽ lên xuống. Có một cái bãi cỏ giữa sông kìa. Mình thấy đẹp ghê không? Đây là chiếc xuồng đi giăn câu, mình sẽ lên xuồng, mình sẽ cho các bạn coi cái trên xuồng nó như thế nào. Đẹp không? Đó, cây nè, cây mát rồi luôn, chỗ này mà nằm ngủ đã luôn. Không thì đem rượu đế vào trong đây nhâm nướng cá từ đây. Câu cá dính dính giăng câu dính rồi thì mình sẽ giật bằng cái này. Nhéo cá vô đây. Đó, cá quá trời luôn rồi các bạn. Thấy không? Đây là cá lồng tông bự bự không à. Cá này mà kho tiêu bá cháy luôn. Nồi này mình dùng để có thể dùng để nấu nước. Này có trà. Uống trà cho nó ấm lại đỡ buồn ngủ. Đá này là để mình dằn cái lưới câu xuống cho nó cố định. Lưỡi câu phía lưới đó. Thấy không? Đây. Lưỡi câu này là để chuyện câu cá bự chứ không phải mấy con cá lồng tông hồi nãy nha. Đây là cá lớn lớn cỡ cá gác rồi đó. Cái xuồng này quá mát luôn. Đồ ngày đầy đủ, nước có nước luôn, chén luôn, đũa muỗng có hết, có ly uống trà bình thường, dao. Nếu có thể là trên đây có bếp là mình nấu cơm ăn cơm được hết. Có nghe chạy nghe. Đó, mình đang ở dưới tán cây nên rất là mát. Đang ở dưới xuồng mà đứng dưới tán cây nữa. Bây giờ mình sẽ đi nấu cơm kho cá để chuẩn bị bữa cơm chiều ngay trên cái xuồng bên cạnh nè. Mời các bạn theo dõi tiếp nha. Đây, mình bắt một mớ cá lồng tông nãy trên cái ghe đó, mình vớt ra mớ để mình kho tiêu rồi mình nấu cơm chiều với ghe này mình ăn nè. Rồi mình mần. Dạ hơn luôn. Thank you.
Đây, mình bắn cá xong rồi. Lần đầu mần nên nó hơi nghiệp dư. Cơm này rửa mặt là mặt trắng lắm á, nhiều vitamin. Chế nước nhiều nhiều để mình chấm nước. Mình sẽ tiến hành mình ướp cá để kho cá lòng tông hoặc tiêu. Tiêu thì phải có tiêu vô, tiêu mình xay sẵn rồi. Có ớt nó mới cay cay, nó mới ngon và nó bớt mùi tanh của cá. Đó. Đây. Mùi ớt thì nó mới ngon, hấp dẫn. Mình chọn cho nó đều. Mình để đây cho nó thấm xíu, mình đợi cơm chín. Mình chắc nước cơm xong rồi cho cơm chín cái mình mới kho cá. Cơm sôi nhưng mà chưa chắc nước được, hạt gạo chưa có nở. Giờ mình đậy nắp xuống nữa mình mới chắc nước được.
cơm xôi dữ rồi. Nước cơm này mình có thể lấy lại rồi mình cho gừng với đường vô mình uống cũng ngon lắm á, mà tại đây không có tiện thì mình không có lấy nước ra. Tùy theo loại gạo ha, nếu như gạo mà ướt á thì mình chắc là cạn luôn, còn gạo này hơi khô thì mình chắc mình vừa uống nước để con nó ngồi nó không chín. Sau khi mình chắc nước xong thì mình để trên lửa than thôi chứ không cần trong lửa cao nữa, không bằng ghét. Đây mình sẽ rút củi ra bớt nên than lại thôi. Rồi bây giờ thì mình đợi cho nó sẽ hầm hơi nó chín thôi. Để củi đèn lát mình kho cá. Rồi xới cơm, cơm nãy giờ mình đậy nắp mình hầm cũng lâu rồi đó, giờ xới cơm. Đây bắt đầu nó ráo nước từ từ rồi. Có cơm cháy, nấu cơm này là thường là có cơm cháy. Để nắp lại tiếp, nó chưa có chín, nó chưa có ráo. Cơm cái chín rồi đó, chín rồi. Cơm chín là mình nãy đây để đáp lại cho nó hầm ngọt gần cuối cùng rồi mình nhắc lên, mình sẽ tiến hành mình kho cá. Giờ để cho mình chừng 2-3 phút nữa là ăn được, nó sẽ ráo cơm. Rồi cơm đã chín lên, mình để qua một bên, sau đó mình sẽ tiến hành mình kho cá để ăn trong chiều thôi. Rồi để đây. Rồi bây giờ mình đi lấy cá mình kho. Rồi mình sẽ kho tiêu cá lồng tông. Như đây là đủ một buổi cơm chiều. Đủ cơm chiều cho một người rồi. Mình nhúng lửa lên lại rồi tắt lại. Cá thôi thơm ngào ngạt luôn á. Có cái buổi cơm chiều mà ăn hai món này là hết sảy. Cá xôi quá trời à. Đó. Nhìn ớt đỏ đỏ như thế này. Đâu buổi cơm chiều, khói bay mịt mù kéo bên dòng sông. Sông bây giờ nước đang hơi lớn á. Tắm là mà cháy luôn.
cái nồi cá của mình tiếp tục và sôi. Cá sôi chín rồi đó. Cạn rồi. Quá thơm ngon luôn. Thơm tiêu, thơm ớt. Ngào ngạt luôn. Cơm thay. Mình sẽ ăn cá kho diếp chuối. Đây là kiểu ăn của miền Tây. Ăn cơm với một món kho với một trái cây chín như là chuối chín, xà chín hoặc là dưa hấu. Đây. Mình sẽ ăn cơm với ông anh. Có hai lá chuối nè. Anh ngon ăn á. Anh ăn tô đi. Có mẹ mày cũng chỉ cá tăm thôi. Cá ngọt chưa thì thấy thơm tiêu. Ừ, tiêu nồng lắm. Chà miếng ớt này. Ngon. Dính, dính miếng chuối. Ăn nghe nó hơi đắng đắng. Không quá. Mới hồi chút xíu xương mềm luôn à. Mềm xương luôn.